Tiếp tục thông tin phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 9.800 tỷ đồng tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa xét xử sáng nay. Sau phần thủ tục xác định nhân thân các bị cáo, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Thúy Hương thông báo khi kết thúc phiên tòa sẽ đăng công khai bản án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã yêu cầu không đăng bản án liên quan tới mình. Theo một số luật sư, về nguyên tắc, khi vụ án đã được xét xử công khai thì bản án quyết định đó sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử của tòa án, trừ trường hợp người có liên quan và bị cáo yêu cầu không công bố những nội dung có liên quan tới bí mật cá nhân, bí mật gia đình hoặc bí mật kinh doanh. Chỉ cần một trong các bị cáo, người liên quan yêu cầu mà tòa chấp nhận thì đương nhiên toàn bộ bản án sẽ không được công bố trên cổng thông tin điện tử. Tòa án cần hỏi ý kiến các bị cáo, người liên quan khác. Tuy nhiên, cũng theo luật sư, khi quyết định không đăng vì bị cáo từ chối, thì tòa phải biết lý do của người đó có chính đáng hay không.